Nhiệm vụ sinh tồn. Trong 120 phút, con có nhiệm vụ đi lấy củi. Hai các loại dầu đã được bà hướng dẫn nhận diện, lấy trứng gà trong chuồng và cùng bà đào chùm câu cá. Nhiệm vụ của bà là nấu một bữa ăn gồm các món cơm, trứng chiên, cá kho hoặc chiên, canh hoặc rau xào dựa vào các nguyên liệu thực phẩm mà con mang về. Mỗi món ăn hoàn thành theo yêu cầu được một huy hiệu. Nếu có cá chiên thì được thêm một huy hiệu. Lưu ý, nếu gặp khó khăn, hãy sử dụng phong bì hoán đổi của chương trình. Rau này là rau muống nè. Cái cọng nó dài nè. Cái lá nó dài nè, hình tam giác nè, thấy chưa? Cái này là gọi là đậu bắp. Còn cái rau này là khoai lang. Cái này hình tam giác mà nó hơi giống hình trái tim. Con đi tìm được không? Dạ, con đi tìm được. Con đi tìm rau cho bố nha. Chúc con may mắn nha. Dạ. Ôi, chứ gì kìa? Trái cà. Nhìn gì say mê vậy Gia Khang ơi? Hóa ra là đậu bắp, nhanh tay lên nhé. Vẫn chưa thấy trứng luôn. Trứng. Một cái này là mình không có đủ ăn đâu. Tối nay mình đói á. Lấy cho ba bốn cái trứng. Ok. Hoặc là ba cái trứng cũng được nha. Con đi về. Vậy rồi. Gia Khang ơi, vẫn còn phải hái thêm rau muống nữa thì mới đầy đủ nha. Ông ơi, muối đâu rồi? Ê, muống đi. Rồi. Lấy bò vô rồi mình hái đi. Đó. Rồi. Cảm ơn ông. Nặng quá. Trứng gà đâu rồi? Kìa hả? Rồi, món ăn tối nay nó ra cái gì đây? Ái da, không có đồ chè củi rồi. Lên đi. Lên thôi. Ba ơi, con muốn gì? Con không biết đường về nhà. Con không biết đường về hả? Con đi theo tiếng của bố nha. Đi thẳng luôn. Buôn ơi, đây nè, con đang quẹo phải nè. Quẹo phải, tay phải. Con đang đây nè. Ừ, con đi theo bố đi. Rồi. Bây giờ tìm cái rau gì đây? Rau muống. Đâu? Ờ, vui. Bác của bác đậu bóp ở đâu? Ngồi kia. Hơi xa. Rồi. Rau hình tam giác không thấy nó đâu hết á. Nay cái này là trái tim khoai lang á. Trời ơi, mở chân quá. Cái này có ăn thiệt hay là giả bộ? Ăn thiệt luôn á chứ. Tối nay mình ăn thiệt luôn á. Ơ, có một cái bóng kìa. Cái bóng hả? Ủa, con không giúp bố nhặt rau nữa sao? Con mệt quá. Con làm gì mà con mệt? Vì con đi tìm á, con đi tìm rau với cả trứng á. Ba ơi. Ơi. Con làm xong rồi. Wow, nhiều quá nè. Wow, tuyệt vời luôn. Được đầy đủ luôn, good. Mệt hả con? À, no, bé sắp tắt rồi. Đi bếp. Bố quên mất cái bếp này. À, đúng rồi, con đi câu cá với bố đi ha. Bố đi với con. Không, để bố nấu cơm. Con biết con vui không? Biết. Hồi trưa không thấy con vui nữa. Trốn thầy mà sao con không thấy? À, thấy rồi, nè. Đây là con Jun. Con có sợ nó không? Đi ra đây mình tìm cách mình bỏ ra để mình câu cá nha. Thử nha. Con chỉ cho con câu cá nè. Bây giờ khi nào con
con cá mà nó tới, nó bò tới, nó cắn con giun đó, là Quân nghe giật giật lên nha, là bắt được con cá ha. Nhưng câu cá một mình thì hơi buồn. Mình đi chơi câu cá không sẽ chơi được. Đi, tụi đi đây. Đừng có chạy. Sì Trâm, khi nào con cá nó bò tới nó cắn con giun thì Sì Trâm bắt nó lại, nó bỏ vô cái giỏ này nè. Chà, vẫn chưa hiệu quả. Đây là một thử thách khó hơn rất nhiều so với những gì mà Tâm tưởng tượng. Không biết tối nay có cơm ăn không? Bố giúp con câu cá nha. Được không? Sì Trâm, mày bưng cầm cho. Tâm, này giờ bếp có lên không Tâm? Có lên nhưng mà đã tắt. Tắt thường xuyên không? Một lần. Ở bên này tắt quá trời nhiều lần luôn. Nhưng mà bây giờ dùng than đi Tâm. Dùng than hả? Dùng than nó sẽ cháy lâu hơn á. Với lo lắng về việc nhóm bếp, xem ra bữa cơm chiều nay khó thể hoàn thành trong 120 phút. Và có thể cũng không có món cá, vì cá không chịu cắn câu. Ba Hải Phòng đã sử dụng phong bì hoán đổi của chương trình, đổi hai huy hiệu để lấy một xiên thịt, đổi một huy hiệu để lấy hoặc hai củ khoai lang hoặc hai trái bắp. Đây, bây giờ con lấy hai cái huy hiệu này nè, thì con đổi được một xiên thịt. Đường đi đó kìa. Đúng rồi, đi thẳng ra đó. Thôi mình hỏi ăn cá không đi. Hỏi ăn cá hả? Vậy mình đổ qua ăn món trứng ha. Dạ, ăn trứng đi. Ăn trứng đi. Thôi đi vô nhà đi. Mình đang nấu ăn mà. Nấu xong rồi ha. Nè, ba có phải không vậy ba? Đúng rồi con, một cây thịt. À, thịt chứ không phải là khoai đâu nha. Thịt bên phải của con á. Đây hả? Ba, có phải đây không? Đúng rồi. Rồi cầm một cây vô đây, chuẩn bị nướng. Được rồi con ơi, con ra đó làm gì nữa vậy? Dạ con lấy cái này. Huy hiệu là mình để lại ở đó con. Chính xác là hiện giờ hai cha con bé Tường Minh chỉ còn 9 huy hiệu thôi nha. Mặc hai bà đang vất vả với bếp củi, với các món ăn chiều, hai con trai đã vào nhà và vui đùa như thế này chỉ vì... Thôi giờ tụi mình đi nằm ngủ đi. Sao chứ em, tụi mình đi ngủ đi. Ngủ hả? Mệt quá, muốn đi ngủ luôn á. Có mẹ buồn đây thì đỡ biết mấy. Ba Phong có thể cho mình xin một cục than hồng. Đây đây đây, than rất nhiều đây. Than hồng trong này nè. Than hồng được. Đây, phải lấy đồ gấp. Với than hồng này làm sao mình... Đấy, ok. Làm sao mình xử được mấy cái món kia? Thì nó phải đỏ chét như vậy mới được. Trời ơi, cơm nhão. À, tới ra cũng không khó lắm, cháy được kìa. Con ơi, đi qua phụ ba lặt rau đi nào. Hết giờ mà mình không có đồ ăn là mình đói á. Giờ Bun giúp bố đổ nước vô để mình luộc rau được không? Dạ được. Đúng rồi, được rồi. Lấy nắp lại. Con ơi. Dạ. Con đi lấy cho ba một cái trứng nữa đi được không? À, xin chú bán cái trứng đi con. Cái trứng. Hai cái trứng luôn nha. Không, một. Nè ba. Biết chứ, chương trình thử thách như vậy là Tâm đã đi học một khóa nấu ăn rồi. Vì nó hơi bị mặn nên phải đánh thêm cái nữa. À, ba sợ khói quá. Có than rồi, có than rồi. Nhờ than của ba Phong thì bếp đã khá hơn. Không biết những cặp khác như thế nào chứ cặp này là rất không ổn. Hai người hầu như chỉ ngồi suốt ngày trong phòng thu, động tay động chân gì tới cơm nước cả. Cái rau khoai lang này thì mình lặt khác nè, mình lấy cái cọng này nè. Còn cái thân nè, cái thân giống như con bẫn ngựa không? Mình bỏ đi, thấy không? À, con làm được chưa? Làm thử ba coi. Bỏ dùng quá. Nè, làm thử ba coi. Đứng cũng được nhé. Bỏ vô cái rổ, đúng rồi, giỏi lắm. Ngay lúc đó... Bố thấy con gì không? Yeah! Đây là một con... Cá. Yeah! À, con cá bé xíu. Yeah, mình đã có một con cá. Con gọi điện thoại cho mẹ hỏi cách làm cá nha. Mẹ ơi. Mẹ ơi.
ơi. Hai bố con vừa bắt được một con cá, bây giờ mẹ chỉ cho hai bố con làm đi. Đi mình cạo vảy. Có cạo vảy nữa hả? Mình thì không có có cá để ăn rồi. Và mình thịt như vậy là không đủ ăn, mình nên đi đổi một cây thịt nữa đi. Nhé. Và hai cha con bé tưởng mình chỉ còn bầy huy hiệu thôi. Rồi ba nướng thịt đen rồi lui luôn. Ok, chín rồi. Tại vì là câu cá thì nó sẽ rất là khó mà có được một con cá, rất là lâu để có được một con cá. Và nếu mà dành hết thời gian vô đó thì không có thời gian để chuẩn bị các cái món ăn khác, và có thể sẽ bị đói. Nên là chẳng thà là không câu được cá nhưng mà vẫn phải có thịt để ăn. Vậy số huy hiệu của bé tường mình là 6. Dù gặp khó khăn khi nhóm bếp giữ lửa, dù cơn mưa đang gần đến, nhưng hai cặp cha con cũng đã nấu hoàn tất mâm cơm chiều. Món ăn đa dạng, quan trọng là được nấu bằng tình yêu của hai bà dành cho con trai. Và với 4 món theo yêu cầu, bà Nguyễn Hải Phong và con trai tường mình nhận thêm 4 huy hiệu. Còn bà Vũ Minh Tâm và con trai Gia Khang nhận thêm 5 huy hiệu cho 4 món ăn đúng yêu cầu và món cá chiên ngon lành. Muốn ăn thịt hả? Con ăn thịt. Con ăn bà cắt cho nha. Con ăn cơm con thấy sao? Ngon hay là không ngon? Không ngon hả? Không ngon giống cơm mẹ nấu hả? Thực sự thì Tâm chưa bao giờ nấu cho Bun một bữa ăn đàng hoàng đầy đủ cả. Nấu nhiều nhất là nấu cháo ăn liền và nấu mì gói thôi. Rất là nhiều sự khó khăn bủa vây thì cũng hoàn tất, nhưng mà hơi có chút chạnh lòng khi mà Bun ăn thì Bun nói là không có ngon như mẹ nấu. Hơi buồn chút xíu. Bà đừng buồn vì lời nói thật của con trai sẽ giúp bà có thêm động lực để bà nấu lần sau ngon hơn nha. Cảm ơn hai ba nhiều.